Đó, bên em rất là may mắn khi mà đấu giá được một lô xe. Gần như là chỉ có các cán bộ cấp cao thì các bác thích chiếc nào thì chúng ta chốt chiếc đó thôi, đúng không ạ? Đó, chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Thì như hôm trước em có chia sẻ với các bác là em mới về một lô xe tới 6 chiếc Camry sản xuất 2004 và sản xuất 2005 bản 2.4G số sàn mọi người nhá. Và xe này là xe em thanh lý của nhà nước mọi người ạ. Thì do vậy là xe còn mộc mạc và còn chất, thì bác nào mà có nhu cầu ấy mà gọi là muốn từng sở hữu chiếc Camry số sàn mà bản 2.4G mà xe cực kỳ đẹp, cái cực kỳ chất, thì mời các bác là đến địa chỉ cửa hàng em để các bác xem sớm mọi người nhá. Thì chúng ta sẽ chọn được những chiếc xe mà nó đẹp nhất. Còn đâu thì nó cũng tất cả chiếc xe của em nó đều như nhau hết các bác ạ. Đây ví dụ hôm luôn lên cho mọi người nhá. Chiếc này của em là được sản xuất 2004 này. Và chiếc đằng sau này của em là được sản xuất 2005. Đây, một chiếc xe được sản xuất 2005 vào thời điểm 2004-2005 thì bác nào phải là người có tiền thì chúng ta lại mới chơi cái dòng này, đúng không ạ? Và điều đặc biệt đây là xe của nhà nước thanh lý mọi người nhá. Đó, bên em rất là may mắn khi mà đấu giá được một lô xe. Đấu giá được một lô xe thì các bác có thể nhìn thấy nội thất của cái con 2005 này có đẹp không ạ? Còn nguyên bản hết, em mở cái đằng sau cửa cho mọi người xem nhá. Đó. Từ nội thất đằng trước này, táp lô, táp ly hay là bệ tì tay, các bác nhìn cái ghế da này, gần như là chỉ có các cán bộ cấp cao. Và cái thời điểm đó chúng ta, các bác nhìn ghế cho em này. Đó, mọi người nhìn này. Xịt không ạ? Để em ngồi vàng sau cho các bác xem nhá. Thảm nỉ này, thảm nỉ vẫn còn nguyên bản này. Đó. Bây giờ chiếc xe này, tất cả chiếc xe em đều bán trên 200 một chút thôi các bác nhá. Gọi là trên 200 một chút thôi, bác nào mà thích chiếc nào thì chúng ta chốt sớm chiếc đó. Đó, đây là khoang hàng ghế thứ hai này. Còn đây là hàng ghế đầu tiên của chiếc xe này. Các bác nhìn thấy này, từ vành vô lăng này, đó, phím còi này, nguyên bản hết các bác nhá, từ logo vẫn còn nguyên này. Táp lô, táp ly, củ số phanh tay này, duy nhất là có một cái da phanh tay nó theo năm tháng nó trôi xuống luôn mọi người nhá. Cái vấn đề này vấn đề nhỏ, các bác nhìn ghế lái này. Nó hơi sần một chút này thôi, thế nhưng mà nó là đẹp để các bác ạ. Táp lô, táp ly. Quay về phần đầu xe đi mọi người. Đó, ở phần đầu xe thì các bác có thể nhìn thấy này, đèn thì nó cũng gọi là ố, nó ố theo thời gian thôi các bác. Bởi vì thực ra một chiếc xe mà có khi ít đi thì nó lại những cái chi tiết nhựa thì nó lại cực kỳ là dễ bị hỏng mọi người nhá. Đó, em xin nhắc lại với tất cả các bác, đây là chiếc Toyota Camry 2.4G số sàn được sản xuất 2005. Em bán cho các bác với giá là chỉ có hơn 200 thôi các bác ạ. Và chiếc kia là 2004 cũng thế mọi người nhá. Đây em có chiếc nữa đây mọi người này. Một chiếc nữa em chưa cho dọn rửa nên là em chưa cho bày ở cửa hàng. Các bác có thể nhìn thấy chiếc 2004 này. Cũng thế mọi người nhá. Bác nào mà chốt sớm thì gọi là đến xem sớm thì trực tiếp thì các bác thích chiếc nào thì chúng ta chốt chiếc đó thôi, đúng không ạ? Đó, một chiếc sản xuất 2004 mà form dáng còn quá đẹp. Xe thì em cam kết với các bác luôn là không đâm đụng, không ngập nước nhá mọi người nhá. Con này ghế da thì mới quá các bác. Ghế da cực kỳ mới luôn mọi người nhá, không hề là con ghế da này là ghế da vẫn từ đầu đó mọi người ạ. Không phải là em mới bọc lại đâu các bác, nhìn trần nỉ này. Các bác ơi, nhìn giúp em trần nỉ này. Trần nỉ nguyên bản hết mọi người nhá. Mà ngồi sướng lắm mọi người. Ghế này, êm này, bệ tì tay đúng không? Có hai loanh quanh 200 triệu thôi mà các bác. Rồi tiếp tục lên nội thất đằng ghế thứ hai. À, đằng ghế đầu. Các bác có thể nhìn thấy này. Đó. Thích không ạ? Các bác nhìn, em để máy cho các bác nghe này. Ngọt điếng luôn mọi người nhá. Đó, củ số này, các bác nhìn củ số này. Chiếc xe này là 13 vạn này mọi người này. Đó, chân nỉ này, tấm chắn nắng còn nguyên này. Đó, tấm chắn nắng này. Rồi em quay qua tí cái khoang máy mọi người nhá. Con xe này thì là gốc biển xanh. Xe của văn phòng quốc hội mọi người ạ. Bên em cũng may mắn khi mà thanh lý được, đấu giá được chiếc xe này. Thì em bán cho các bác với giá là hơn 200 một tí các bác. Đó, đây là động cơ 2.4 của chiếc sản xuất 2004. Mấy chiếc đời sau như này thì cao su chân máy cũng thay hết rồi mọi người nhá. Thì những chiếc xe đời này thì càng thay thì nó là càng tốt. Cái quan trọng là cái chiếc xe nó có đâm đụng ngập nước hay không thì xin thưa với các bác là không có mọi người nhá. Không có cái việc gọi là đâm đụng ngập nước ở đây cả. Còn thì nó cũ theo năm tháng thì không thể nào tránh được các bác ạ. Đó. Đèn này, con này đèn đẹp, đèn quá đẹp. Các bác nhìn vành này. Vành này. Đó, lốp Bridgestone này, vành còn nguyên bản luôn mọi người nhá. Đây là sơn nguyên bản này các bác. Chưa cho một giọt sơn ngoài nào vào cái này. Từ cái nẹp nẹp này. Đó. Hông đuôi sau này, em dọn cái thì mai em tính sau các bác nhá. Còn đây là chiếc 2005 này mọi người này. 2005 này. 2004 này.
Đó, thì vừa rồi em đã giới thiệu cho các bác một vài cái chiếc Camry thanh lý mà em mới đấu giá được. Bác nào có nhu cầu cần mua chiếc Camry này thì liên hệ với em các bác nhá. Chân thành cảm ơn các bác. Rồi.